cô ngồi dưới nước bắn cá luôn. Vậy không cho chú luôn hả? Cho chú không? Chú ăn 5 ngày con 5 ngày. Dạ con tặng chú luôn đúng không? Đúng không? Rau thập cẩm này các bạn. Có rau chấp mau nè. Chấp mau là đọt nhãn lồng đó. Xung quanh cái máy xong rồi nè. Mặc dù bên đây ngập hết rồi. Xong rồi lẩu nước vô. Em tô bún nha, với con tô luôn. Ủy ban huyện Mỹ Tú. Để em đi ra đây quay một lần nữa cho mọi người xem nước. Dạ. Sợ không có quần mặc về vậy ơi. Dạ. Dạ con đi quay cánh chợ cho mọi người coi cánh chợ thôi à. Dạ. Dạ. Dạ con chào mấy cô. Chào chị. Chuẩn bị về hả cô? Dạ. Bán xong hả cô? Sáng giờ bán được không? Dạ dạ. Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay cùng em lội nước đi chợ Mỹ Tú nha. Chợ Mỹ Tú này thì nằm ở phía tây của thành phố Sóc Trăng. Từ đây mà em chạy về thành phố Sóc Trăng là khoảng 20 km à. Ở An Giang và Cần Thơ thì cũng có ngập nước các bạn, nhưng mà đây là lần đầu tiên em đi chợ mà gặp cảnh ngập nước gì luôn á. Nước ngập gần tới bánh xe luôn. Có chỗ ngập sâu nhất là đi tới đầu gối luôn các bạn. Ở huyện Mỹ Tú này thì có thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa là cái chợ lớn nhất ở đây. Ngoài ra thì còn có 8 xã nữa, thì gồm là Mỹ Tú, Mỹ Hương, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Long Hưng, Phú Mỹ, Thuận Hưng. Và nước ngập quá trời luôn. Ở đây thì mùa nước mọi người phải sống với cái cảnh buôn bán trong cảnh ngập nước như này các bạn. Hôm nay thì cô chú anh chị các bạn cùng em đi để cho biết cảnh vạt của bà con trong mùa nước lũ nha. Ở đây theo em biết thì lâu lắm rồi nó mới ngập như vậy luôn á. Ở phía trước của em là có một cái quần binh nè. Để em tìm chỗ gửi xe và sau đó em đi vô trong chợ để quay cảnh bà con buôn bán ở trong nước cho mọi người xem nha. Nước ngập mà xe mình chạy lên mà riết ướt cái đường trên khô luôn các bạn. Ở đây là cái gò nè. Cái gò này mọi người chạy xe lên thì cũng ướt luôn rồi. Ở đây thì có hai chợ hai bên đường các bạn. Bên kia và bên đây để đi kịp vụ cái xe. Dạ hiện tại thì em đang đứng ở vòng xoay của huyện Mỹ Tú nè. Ở đây mình sẽ có hai ba đường đi vô chợ luôn các bạn. Đường này thì ngập rồi, em vừa mới chạy qua đường này. Đường này mình sẽ đi ở chỗ cầu Mỹ Phước. Thì mình sẽ có hai đường qua đi chợ nha. Bên tay trái và bên tay phải của quay cũng có chợ nữa. Chợ hai bên đường. Cái đường này bị ngập các bạn. Em chạy xe đường này nè thì ngập cũng sâu lắm. Hơn nửa bánh xe luôn á. Khu chợ này rất là vui các bạn. Buổi sáng là khu vực này là đông nhất nè. Ở đây thì có mấy chú chạy xe ôm. Buổi sáng mấy chú ngồi đây nhiều lắm. Mọi người đi chợ thì có thể là đây đi xe ôm với mấy chú. Sáng giờ bán được không anh? Dạ, anh ở đâu là đây bán vậy? Em
Chợ Bà Ginh hả? Dạ. Đây. Dạ. Cái này là cái gì anh? Cá kiển à, cá kiển à. Cá kiển hả? Ờ, cá đủ loại à. Wow, anh đi bán chợ nào vậy? Dạ, đường chợ này cả năm gì đủ chợ à. Đủ chợ luôn hả? Ngày đủ dạ. Cũng ổn định à. Dạ. Anh ở gần đây luôn hả? Nhà gần đây, ướp dạ. Cá nhà luôn. Cá nhà luôn anh? Ừ. Anh nuôi cá này lâu chưa? Dạ, khoảng hai mấy năm rồi. Ồ, hai mấy năm luôn. Cá phát tài, cá đen đen rồi cá phát tài hả anh? Cá đen là cá cha ly, cá phát tài, cá dịp dẹp rồi. Dạ, dạ. Rồi, chúc anh bán đắt nha. Ở đây thì có 3 khu chợ đó các bạn. Bên đây thì bán trái cây nè. Chợ khu tươi sống, chợ Bình Hữu Nghĩa. Chợ này là có hai tên đó các bạn. Huyện Mỹ Tú, nhưng mà thị trấn thì Bình Hữu Nghĩa. Nên mọi người hay gọi tên chợ này là chợ Mỹ Tú hay còn gọi là chợ Bình Hữu Nghĩa. Giờ em sẽ đi qua bên chợ bên tay trái trước nha. Sau đó em đi qua bên tay phải và sẽ đi hết một vòng chợ để quay cho các bạn cùng xem. Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới Mỹ Tú. Mà lần đầu tiên em cũng thấy cái chợ này là nó bị ngập luôn á các bạn. Nước năm nay quá chợ lớn rồi. Tới bây giờ vẫn còn ngập luôn. Đây khung cảnh buổi sáng phía trước chợ. Đây là khu Bách Hóa tổng hợp nha. Đây cô bán xôi nè. Cô xôi mà cái này có màu gì đẹp chứ cô? Màu này là màu gì hả cô? Dạ. Cô lá gì hả cô? Cô lá gì á? Lá cẩm à? Cô ăn 5.000 luôn hả? Còn con ăn 5.000, còn 5.000 cho chú gói được không? Được luôn hả? Được luôn. Dạ. Vậy là bao chú con gói 5.000 nha. Dạ. Rồi ok. Ok quay quay. Rồi bao luôn nghe, ok. Ok. Nói ok coi. Vậy lấy 10.000 luôn. Vậy con ăn 10.000 luôn hả? Dạ. Vậy không cho chú luôn hả? Cho chú không? Chú ăn 5.000 con ăn 5.000. Dạ con tặng chú luôn đúng không? Đúng không? Bao luôn. Mới quay. Còn dễ thương á. Con tên gì? Con tên gì? Hồng Duyên. Hồng Nguyên hả? Hồng Duyên. Nè cô ơi, cô có tiền nè. Con nè, chú trả là tiền là con nè. À, con là con vô đi. Chú tặng con á. Bye. Dễ thương quá ta. Hai gói nè ha. Dạ. Hai gói đó có bé là 10.000 hả cô? 5.000 à. Ồ, cô bán rẻ vậy. Tài năng hả? Bé dễ thương. Bán như xấu vậy mà. Dạ. Đây là một gói xôi có 5.000 các bạn. Ở đây mình đi chợ là phải tháo dép tháo giày quá các bạn ơi. Tại nước sâu lắm. Wow, gói xôi nè. Cô này nào bán đây hả cô? Bán ở đây nào giờ. Nào giờ luôn hả? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Ở đây có bán xôi mặn nè bạn, bánh mì heo quay. Ở đây buổi sáng cũng có mấy chú ngủ cà phê nè. Đó. Rau này ăn là món gì ăn hả cô? Gỏi ha, gáo đâu, gỏi cho ăn. Dạ. Cái này gọi là cua nèo hả chú? Cua nèo, dạ. Bấm. Dạ. Dạ. Nấu lẩu ăn là ngon ha. Dạ cháo kỹ á, cháo cắt cho vừa khoảng khoảng nè, cháo đổ giấm vô. Dạ. Rồi chanh vậy chú cháo rửa sốc sốc vậy nè. Dạ. Tại cái này nó mọc dưới nước. Cho nó còn cho nó đèn hết. Dạ. Mẹ tôi về tôi mua cái hồng tôi đóng vô. Dạ. Bán coi cho mình uống. Bên này có mấy cô bán rau nè các bạn. Ở đây thì em hay thấy mấy cô bán trái giác á. Dạ. Cô ơi, lương này bán sao rồi cô? Lương này bán 920, bán cô chút trăm này.
Dạ, lươn con ha. Ừ. Cái này là nhiêu chưa ăn hả? Trăm là rẻ là mắc cô? Rẻ á, của nhà mà. Dạ. Cái này 600 gram 120. Dạ, vậy cho con gỡ đây nha. Hả? Cho con gỡ đây nha. Cái giá không? Dạ không. À 60 ngàn. Là cái này là 60 ngàn hả cô? Ừ, cái 120 là cái 60 ngàn, 60 ngàn cái này 10. Dạ. 800 gram. Dạ. 800 gram. Dạ. Vậy là bỏ ra 24 ngàn là bao nhiêu? 120 bỏ ra 24 ngàn bao nhiêu? 96 ngàn. Là 96 ngàn hả con? Rồi. Cho con gỡ đây lát ngang lấy nha. Ừ. Lấy ớt đi, cho giá kêu nó con chú không? Dạ không, cái lóc này hai con là nhiêu tiền con? Chú căng nữa. Căng như con luôn đi. Ờ, không có bắt con. Đây cô bán bánh bánh ít hả con? 400 gram. Dạ, nhiêu tiền con? Bánh ít nè. Ở đây con ngồi ở đây không có bán vô trong chợ hả con? Không, cô bán ở đây nè, chị nào bắt về. Dạ. Con là con đi vô chợ ở đây là bị ngập nước không cô? Con đi vô chợ ở đây là đi ngập nước bao sâu lắm? Dạ. Sâu lắm hả? Bên đây bên đây ngập sâu hơn ở đây không cô? Bên đây ngập sâu hơn hả? Dạ. Dạ. Em mua cá với lươn của cô. Dạ không. Đây rau thập cẩm đây các bạn. Có rau chấp mau nè. Ừ. Chấp mau là đọt nhãn lồng đó. Dạ. Rồi rau chay nè. Còn rau này là rau đắng các bạn. Cô đường bên đây đông hơn hay là bên đây đông hơn cô? Bên đây mới xong hả? Dạ dạ. Ở đây mọi người đi chợ là phải mang ủng các bạn. Chắc em phải tháo dép ra quá, tháo giày ra quá. Giảm nước sâu không cô? Con mang dép được không? Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Cô con gỡ xíu nha. Gỡ đi. Đây cô bán chuối nè. Đây tép các bạn. Đây tép đây. Chị làm gì được tép nhiều vậy chị? Đặt vớn hả em? Dạ. Đặt vớn các bạn. Đó. Nửa ký thôi á em. Ở đây mấy cô gọi là hia, hia là anh, còn chế là chị. Hia là anh đó cơ. Dạ. Đây là bắp các bạn. Nếp. Bắp nếp này trái nhiêu chị? Dạ. Dạ. Lấy con hai trái đi bà. Sáng giờ bà bán được không? Dạ. Chị cô bán chung hả? Mẹ chị. Dạ lấy con hai trái. Trái 7.000 trái. Đây, ở đây mọi người có thể chạy xe được luôn các bạn. Đó. Giờ này buổi sáng em thấy ngập nước nhưng mà rất là vui nha. Vui. Lấy TV luôn. Chị em có tiền chị. Dạ. Đây là vịt các bạn. Vịt đây là vịt vịt giống vịt đẻ đúng không các bạn. Bên đây là cặp máy sông. Đi bên đây mấy cô nói nước sâu hơn đồ gói nữa. Ở đây có cô gọi dưới sông bán cá luôn nè. Đó. Cô ngồi dưới nước bán cá luôn. Cá này nè.
Ồ, bên kia là nước ngập hơn nửa bánh xe luôn các bạn, bên kia kìa, bên đầu bên kia á. Đây là khu bên trong chợ nè, phía trước là chỗ uống cà phê chợ đường. Trong bao là cá lóc. Cái lóc là cái lóc đồng luôn hả chị? Ở đây em thấy cá lóc đồng là nhiều quá bạn. Cá lóc đồng, cá rô. Cá lóc đồng ở đây em ký nhiêu chị? Dạ. Trong túi này là gắn hả cô? Cá lóc hả? Dạ. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong chợ nha. Trước khi đi chợ thì em đi xuống cái cầu nè, là cầu Mỹ Phước, để quay con nước cao không các bạn. Này bên đây thì hơi vắng hơn bên kia, tại bên đây ngập sâu hơn. Cái bờ bên cặp mấy sông bên đây là ngập hết luôn đó các bạn. Đây. Ở đây mọi người đi giỏ. Tới đây thì mọi người đậu xung quanh cái mấy sông rồi nè. Mặc dù bên đây ngập hết rồi. Xong rồi lẩu nước vô. Chú ơi, sông này mình đi thông qua sông lớn không chú? Dạ. Không. Dạ. Rồi bây giờ thì đi chợ các bạn ơi. Đây các bạn, để đi được vô bên trong thì mình phải tháo giày ra mới được. Đi trên không các bạn. Đi không vô trong được trong đây. Tại kia nó ướt nhẹp rồi mình thấy. Miễn thôi đi ướt. Rồi xong các bạn, giờ có thể đi thoải mái rồi. Ở đây mọi người có thể đi chợ bằng ủng, mang ủng đi chợ á. Chào mấy chú. Chợ đi ngập. Dạ. Dạ con quay lên YouTube. Dạ con đi quay cánh chợ cho mọi người xem á. Dạ. Cô con là đây đó An Giang. Dạ. Vậy là chú biết con luôn hả? Dạ. Dạ con đi quay cánh chợ thôi chứ không có tiền. Con tên Vũ. Con tên Vũ. Dạ. Chợ này ngập lâu chưa chú? Chợ ngập lâu chưa? Mùa nước giờ luôn ha. Mới đây là chừng nửa tháng nay à. Dạ. Mấy... mới giờ mưa chập sao nè. Mấy năm trước có ngập không chú? Không, cũng ngập mà nó không bằng năm nay hơn. Dạ, năm nay là hơn ha. Hơn chứ chứ hơn có tới trước. Dạ. Mấy chú sáng uống cà phê vui quá. Mày đưa có đưa lên YouTube không? Dạ có. Vậy là để ra coi chừng có. Dạ. Chú đẹp trai đó. Chú đẹp trai á. Dạ. Này mấy cô mấy chú sáng cà phê đây đông vui lắm các bạn. Đó. Chú nhà chú ở đây luôn hả chú? Có nhà chú nhà chủ quán. Dạ. Dạ, chú bán quán đây hả? Dạ. Đây quán cà phê của chú nè. Dạ ủng hộ con nghe chú. Dạ.
ra nước ngoài luôn. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ. Lần đầu tiên đi chợ mà ngập nước các bạn. Đi rất là mát luôn, mát chân. Bên đây bán trái cây là nhiều quá. Chợ cá hay nằm ở phía bên kia đường á. Dạ, em quay YouTube. Dạ. Ở đây thì có lót mấy miếng gạch nè. Đó. Lần đầu tiên đi quay chợ mà gặp nước ngập gì đó chị. Dạ. Đây chị bán trái cây quá trời nhiều nè. Đó. Buổi trưa nó rút không chị? Hay là ngập nguyên ngày luôn? Dạ dạ. Nhãn nho rất là nhiều luôn. Dạ. Ờ, cái mặn này nó mặn gì chị? Dạ, một ký là nhiêu tiền chị? 20. Dạ, lấy em ký mặn này đi. Lâu lắm mới gặp mặn trắng. Đây mặn trắng nè. Giờ sao mình gói với bọc không chị? Sợ nó bị sâu hả? Dạ. Chợ này đi ngập nước vui quá. Đây là xoài nè, chắc là xoài Hòa Lộc hả chị? Dạ. Nho với quýt. Dạ không. Dạ em cảm ơn chị. Mình đi dài giống luôn là cũng còn ngập hả chị? Dạ. Rồi đi tiếp vô bên trong các bạn. Chỗ này là bán vịt con nè. Vịt con, vịt giống. Đây là khu bán trái cây, rất là nhiều trái cây luôn. Ở đây là mình bán buổi sáng đông hay là chiều đông hả chị? Dạ. Chợ này buổi sáng tôi đi đông hơn buổi chiều hả anh? Trước là con mua hộp cháo cho em đi. Dạ dạ. Ông biết tên gì? Của em là đây đó An Giang. Đây đó An Giang hả? Dạ. Em cảm ơn chị. Chị ơi, trái này mình ăn ngọt không chị? Ngọt. Trái này gọi là trái mặn phải không? Trái táo. Táo hả? Táo này gọi là táo gì em quên ta? Táo Hà Nội. Thì giống như là táo mèo vậy hả? Táo tàu. Táo tàu. Ký bao nhiêu chị? Ký 90 ngàn. Dạ. Lấy em nửa ký táo này đi. Đây là táo bạn ăn ngọt. Chị nói ngọt không có chua. Táo ngọt. Táo ngon á. Dạ. Mình mua ở Hà Nội luôn hả? Dạ. Mua ở đây nhưng mà đồ Hà Nội gì. Dạ. Chợ này là buổi sáng bán đông hay là buổi chiều hả chị? Buổi sáng. Dạ. Chiều người ta cũng có đi chợ này cũng nhiều ha. Cũng đi ngay vậy. Dạ. Ngày qua đi ngang chợ này nè, thấy ngập quá trời. Dạ em tính hỏi chị mua mà chị không trả lời em đi luôn. Chợ vắng lắm. Dạ. Sáng là ra vậy đó rồi. Dạ. Tại vì nước ngập quá. Qua wow, trong kia ngập nguyên một khu luôn các bạn. Đi dài trong đó là ngập hết trơn luôn á. Đúng rồi, ngập hết trơn luôn. Dạ. Mua lớn một cái là kể như dạ. Trong nhà luôn. Là chị bán ở đây bữa tối gì về nhà hả? Hay là ngủ đây luôn? Ngủ ở đây luôn. Ngủ đi luôn. Dạ. Ngập bây giờ cũng vui hả chị? Ngập mà vui nữa, dạ. Em thấy mồ luôn. Không biết người ta có ngại đi vô đây không ha? Hả? Không biết người ta có ngại đi vô đây ngập nước không ha? Người ta ngại đi
Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt. Đây có bán ủng nữa các bạn. Mà em lỡ đi chân không rồi. Ủng mới đi chợ không bữa uống nước. Bên đây mấy cô bán bưởi với lại cam quýt. Chào chị. Thanh long nè. Ủa bây giờ còn thanh long hả chị? Thanh long là mình trong nhà hả chị? Dạ. Bây giờ còn mùa thanh long á. Đây là chanh với cam bưởi các bạn. Dạ em qua YouTube. Dạ anh bán thịt. Đường phía bên ngoài này nhập cũng sâu lắm các bạn, nguyên khúc đường luôn. Qua đây mình đi hướng này mình sẽ qua cây cầu, và qua cầu là mình sẽ tới ủy ban huyện Mỹ Tú. Để em đi ra đây quay một lần nữa cho mọi người xem nước nó rút hay là nó còn các bạn. Dạ. Nãy em đi ngang đây thì nước cũng sâu lắm á. Lâu lắm rồi mới đi dưới nước. Hoạt lội nước. Đây cô đi chợ dưới nước luôn. Đó. Bên đây ngập nước hết trơn luôn nè. Đi này là qua đầu cầu luôn các bạn. Đi lại về phía trong nha. Dạ em quay YouTube. Anh muốn thịt sáng cho anh bác được không? Dạ. Bánh mì hả cô? Bán cho em ổ đi. Dạ. Ở đây bánh mì luôn. Ở đây em thấy bánh mì nhiều thịt nè. Nhiều thịt ngon mà rẻ nữa. Dạ. Đây quay bánh mì cho mọi người xem nè. Ừ. 10k thôi mọi dạ. Người ơi. Thịt nướng, nem nướng đàng hoàng. 10.000 thôi. 10k thôi là nghe câu hỏi mì 10k này nọ. Dạ, 10k. Ừ. Đó. Xíu mại. Ừ. Này gọi là cái cù lao phải không chị? À, cái cù lao ngày xưa giờ hiếm có lắm nha. Dạ. Đây cái cù lao để bên trong vậy để than luôn á. Ờ, để than, nóng hổi. Dạ. Bán bún luôn hả chị? Bún, thịt nướng, nem nướng, bánh mì, ba dạ. Xôi chứ. Xôi, bún, bánh mì. Bên này xôi nóng hổi luôn hả? Cho coi luôn. Xôi hả chị? Xôi đây. Đây, xôi đây. Wow, xôi mặn. Xôi mặn. Xôi kèm với thịt đó. Ở đây chị bán là hai chị em hả? Hai mẹ con. Hai mẹ con. Mẹ con. Tại em thấy chị còn trẻ quá. Giống chị em á. Dạ dạ. Ăn quá hay. Đây hồi em 19. 10k dạ. Dạ cảm ơn chị. Nước gặp vui ha, quay dạ, vui. Dạ vui. Anh cảm ơn nha. Dạ chắc ngày mốt quá. Dạ chị trẻ quá, chị kêu bằng chị còn chị kia em biết kêu bằng gì luôn. Em. Em ha. Dạ. Em cảm ơn chị. Nước gì mình cho xe hay á. Đi đường này các bạn, đường này nước ngập cũng nhiều lắm luôn, nguyên khu luôn. Wow, ướt quần luôn. Chợ xong hả cô?
đây, đây đây mọi người đi chợ là phải lọ nước các bạn. Còn đây chị bán dưới nước luôn nè. Chị ở trên bờ mà những cái bờ ngập luôn à. Vậy đây là ngập cao nhất hả chị, sâu nhất hả chị? Dạ. Dạ. Bữa trưa nó rút không chị? Dạ. Này mấy cô đi chợ là phải lọ nước luôn. Dạ. Con thấy đi chợ lọ nước cũng vui ha. Bà đi bán cho bà mang ủng bà. Bà đi bán cho bà mang ủng cho nó khỏi cần nước. Cô quen rồi. Dạ. Cô quen ở vùng nông thôn, người ta chợ người ta điện người ta mang. Dạ. Có mình ơi người này dám nói. Quả một sạc cặp đi. Ở đâu bán chị? Cô mang có mang ủng không? Không, mua tặng cho bà đi. Con mua tặng cho cái bà một đôi ủng. Không. Nha. Không. Dạ. Không con không đâu. Dạ. Dạ. Cô mua cũng được mà cô không ta có mua tặng cho cô để dành kỷ niệm. Ừ. Tặng lấy đi. Dạ. Sợ nhận đó. Dạ, con cảm ơn bà. Nhận đi người ta làm gì? Dạ, em quay cánh chợ thôi. Dạ. Dạ. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Quay lại cái dính thôi nè. Dính. Dạ dạ. Dạ, con cũng chúc cô bán đắt với sức khỏe nha. Dạ. À đúng rồi đó, con chúc cô sức khỏe là cô ba. Dạ. Con đi nghe cô. Sáng giờ là ta cho quà cô hai đời. Dạ. Dạ. Con tính cho quà cô mà cô không nhận. Mà đi sâu trong đây coi mọi người bán gì trong đây nha các bạn. Trứng vịt, con vịt hả chị? Bán hả? Dạ. Dạ. Khu bên đây thì bán quần áo không các bạn. Mình quẹo qua hướng này nha. Cô bên kia ta bán cá nhiều không cô? Dạ. Đây bún gì vậy chị? Bún riêu hả? Chứ không phải bún xào hả? Cái này bún khô. Dạ, bún khô. Cái này chay. Chay. Dạ, bữa nay ăn chay mà. Chị em tôi bún riêu nha. Rồi. Dạ. Đây. Dễ gì? Dạ, mang là bàn ăn. Mang là ghế ăn. Dạ. Đây, bún riêu đây. Vô đây gặp bún riêu đói quá ăn luôn. Dạ. Dạ ở đây ngồi được vậy.
Dạ. Ở đây người ta đi chợ vô đây đông không chị? Ở đây người ta đi chợ vô đây đông không? Dạ. Dạ, cô bán chuối hả? Ờ, bán chuối. Đây nhầm nè. Này đâu đủ hả chị? Nào. Đủ hả? Không có cà chua. Cà chua sớm. Tỏi. Dạ. Đây chị bán bún bún chay không hả chị? Chị. Dạ. Cô bán bún không? Không, là bún bún. Dạ. Lát nè. Dạ. Cô bán chuối sáng giờ được không? Được. Sáng giờ bán mấy nãy rồi? À, ba nãy à. Dạ. Chứ sao mình vú ít là đâu vú nhiều đâu. Dạ. Cái này là chuối nhà luôn hả chị? Mua. Mua hả? À. Mua thì đâu có lời nhiều đâu. Thì chút đỉnh cà phê. Dạ. Mặn cho em tô bún nha. Với cô tô luôn. Không có gì đây hả? Chị bàn. Chị bàn hả? Cháu. Ừ. Cháu. Dạ. Tưởng ở đâu cô khách lại con mời cô. Có đâu. Dạ. Ở đâu? Con ở An Giang. An Giang hả? Dạ. Cô bịt mặt con không biết là cô kêu bằng cô hay bằng chị luôn. Cô đây chắc cụ đó. Dạ. Dạ. Rồi xuống đây tham quan cái gì ạ? Không, con đi quay phim cảnh chợ thôi à. Dạy dưới nước ở đâu cô? Nước chợ mới qua cầu nữa. Dạ, chợ mới hả? Ừ, mình qua chỗ đó là chợ luôn phải không? Hả? Chỗ đó là chợ luôn hả? Ừ, chợ cá, rau rồi đó. Dạ, mình đi ngang đường phải không? Ừ. Dạ dạ. Và tô bún này bự quá, ăn hết không biết. để đây giùm con. Hết mà. Đây, mời cô chú chị bạn cùng em ăn bún nha. Có bán chợ đường không chị? Có. Kêu bà Năm ơi. Năm ơi. Đây em mời cô chú chị bà cùng em ăn bún nha, ăn bún mùa nước nổi. Chị bình thường chị bán bún mặn không chay chị? Chị bán chay không mà, một tháng chị bán có 4 bữa à. Dạ. Mấy ngày dạ. Rồi đó. Dạ, một tháng bán 4 ngày. Dạ. Gặp con à. Dạ, ăn bún với con nè cô. Dạ. Bán cô 15 ngàn được rồi. Cô ngồi đây coi ăn với con luôn đi nha nha. Cô ăn bọc hay là ăn tô? Dạ, ngồi đây ăn với con luôn đi nha. Dạ. Con trả được không? Vậy thôi cô ngồi đây ăn với con đi cô. Dạ. Dạ. Cô trả cô mới ăn phải không? Cô trả cô mới ăn, con trả cô không ăn. Vậy ngồi đây nha. Dạ. Chúc con bán gì vậy? Dạ em quay cánh chợ. Dạ. YouTube hả? Dạ đúng rồi. Em ở An Giang. Dạ nãy giờ em quay vòng vòng chợ đi đâu sồn sồn nãy giờ nè. Bà Năm cái đi đặng để cả đường luôn. Đỡ dò hết nghe. Dạ. Lâu em lộn lần chứ không sao đâu. Dạ. Đây tô bún chay các bạn, có tàu hũ nè, rồi có chả lụa nè. Rồi ly chè đường, ly chè đường quen thuộc ở thường ở quê các bạn thì bán chè đường á, còn ở em đi thành phố là ghi chè đường không thì không có chợ đường kỹ lớp tâm không à. Nhà cô gần đây không cô? Nhà cô Bến Phào. Bến Phào à? Dạ dạ. Ở đây lên dẫn 6 cây. Dạ. Hôm nay cô được nhiêu tuổi rồi? 73. Dạ. Lớn mẹ con nhiều quá. Dạ, mẹ con 57 tuổi. Dạ. Quay nước nổi mà. Dạ. Thấy có thấy chợ ngập nước cũng vui ha cô. Dạ. Thấy lộn xộn lần đầu tiên con đi chợ mà lội như luôn á. Không,
chứ lo. Ấy ngồi con cho làm đi. Làm bán cho chị mà. Dạ. Dạ. Con đi nghe cô, con đi nghe chị. Em đi chị. Dạ. 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 Đây cô bán chờ đường cho em nãy nè. Nhà cô cũng ngập luôn. Nhà cô ở đây luôn hả cô? Dạ, ngập. Dạ, bên đây hả? Con đi về canh chợ. Dạ. Đi đường này ra mới xong thử các bạn. Cái này nước lạnh quá. Đây là ở ngoài mấy sông nha. Đó. Ở đây mấy sông là ngập hết luôn đó các bạn. Ở đây thì cũng có quán nữa nè. Chú đi chợ về hả chú? Dạ. Vậy này về ha. Dạ. Dạ. Chắc chưa đi uống cà phê về quá. Dạ. Đây chú đi vỏ. Chị chị, chị ơi, cái đường này lộ ra ngoài đầu chợ nước sâu không? Sâu quá. Dạ dạ. Dạ. Dạ, vậy là chắc em đảo là đi đường trong quá. Đường trong kìa. Dạ. Đường trong kìa. Sợ không có quần mặc về vậy ơi. Dạ. Dạ con đi quay cánh chợ cho mọi người coi cánh chợ thôi à. Dạ. Dạ. Dạ con chào mấy cô, chào chị. Dạ, con đi đảo lại. Đi đảo lại các bạn ơi. Tại đường đó ngập sâu lắm. Dạ, hiện tại thì em đã đi khu hai cái nhà làm chợ bên đây rồi. Giờ em sẽ đi qua một cái nhà làm chợ bên đây nữa. Thì nhà làm chợ bên đây là bán cá, rau củ quả. Mà cá là nhiều các bạn. Thì em đi qua bên chợ này nữa thì em sẽ đi lại đằng chùa. Đây là khu bán cá nha. Hai bên mình có thể đi bên nào cũng được các bạn. Đầu chợ thì có bán trái cây. Chợ này thấy gì là cũng lớn lắm đó các bạn. Tại vì ba nhà làm chợ lắm. Bên đây bán thịt bò, thịt heo, gà vịt mặn sẵn bên đây. Khu bên đây thì bán cá. Dạ. Đây bên trong nhà làm chợ. Ở bên đây thì em thấy mọi người đi chợ về hết rồi, thì là vắng em cũng không biết nữa. Tại hiện tại là 8 giờ rồi. Thì em đi vô đây thì thấy cũng hơi vắng. Sáng giờ đông không chị? Ta đi đường này đông không? Dạ. Em tưởng đâu em về này đi vô người ta đi mua đồ rồi chứ. Dạ. Nhiều không luôn hả chị? Dạ. Nãy giờ em đi quay bên bên Bách Hóa bên kia. Dạ.
Nãy giờ em phải nước ngập, em đi bỏ giày em đi chứ không luôn nè. Dạ. Để em quay là mọi người đi chợ đông liền à. Dạ. Có. Dạ. Em nói thiệt mà. Dạ. Dạ đúng rồi. Chị còn trẻ đẹp quá sao cho được, cho người được không? Em không phải cho em đâu nghe, em tìm người khác. Ồ, cái này là cá đồng hay là cá nuôi chị? Dạ. Cá này là cá lăng nha. Dạ. Nhưng em mua trái cây bánh trái em đi được em ăn với cá em không có nấu được, chị đừng buồn em nha. Dạ. Dạ. Em đi lâu mới về nhà một lần nữa. Dạ. Dạ. Em giúp mấy chị bán đất nha. Dạ. Dạ. Bán đất. Bán đất hàng. Dạ của em là kênh đi đó An Giang. Dạ. Đi một vòng chờ cá ở đây các bạn. Ở đây cá biển, thấy cá biển nhiều á. Đây gặp mấy sông nè. Wow. Đi đây không khéo là chợp cái là xuống sông nữa các bạn. Ở bên kia cũng đường bên kia cũng ngập nước luôn. Hôm nay nước quá trời lớn luôn các bạn ơi. Cái cầu sắp ngập luôn rồi. Mọi người sắp đi qua hết được rồi. Đây có cô bán cá chốt nè. Rồi cá bái chầu nữa. Cá chầu này mình đặt vớt được ha cô? Dạ. Con cá bái chầu các bạn. Cá bái chầu là kho xả ngon lắm luôn. Dạ. Cá chốt nữa. Con cảm ơn cô. Dạ. Đây là ở phía cuối chợ đó các bạn. Dạ em đi quay cảnh chợ nước ngập. Đó. Ô ngồi tướng ngồi đẹp quá. Dạ. Dạ em quay YouTube chứ không phải truyền hình. Dạ. Cá gô ớt. Đây lươn nữa các bạn. Cá gô, em bán cá gô hả? Đây cá gô ếch nữa nè. Ủa cá gô này là mình mua lại hay là em đặt vớn được vậy? Nhà đặt vớn hả? Dạ. Dạ. Sáng giờ ta đi đây ít xịu hả chị? Dạ. Bên đây có cái mái nhà ở đây nè. Em cảm ơn chị. Nước ngập lục bình nó trôi đây các bạn. Đó. Bị về hả cô? Dạ, bán xong hả cô? Sáng giờ bán được không? Cô cũng ít cá hả bà? 2-3 tiếng giờ cô bán hết rồi. Dạ, dạ. Ở đây mọi người đi bằng giỏ không à? Dạ. Đó, đây là cuối chợ các bạn.
Dạ, hôm nay đến chợ Mỹ Tú thì em có mua được cá rô, cá lóc với lại lươn để phóng sanh, cá chê nữa. Thay mặt cho gia đình chị Minh Võ, phóng sanh đàn cá này xuống sông nha. Dạ. Dạ. Ở đây là người ta phóng sanh nhiều hả cô? Dạ, ở đây luôn hả? Dạ. Dạ. Bên đây là chùa đang xây dựng phải không cô? Dạ. Đây các bạn. Cá lóc với lại cá rô. Đây nè, quay vô đây nè nè. Dạ. Đây lươn con đó nè các bạn. Rồi đỏ nha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Đây cá rô với cá lóc. Dạ. Đi chừng là thảm vậy, không chết con ở đây luôn. Dạ. Là bao nhiêu nó luôn á. Dạ, nhiều cá lắm. Dạ. Cô em với cô chị với lại cô nhiêu tiền hả cô? Dạ, cô chị 100. Dạ. 350. Dạ. 20.000 đi. Còn 330. Dạ. 330 với cái kia. 330 với 180 là nhiêu? 330 với 180 là 501. Là cô chị với cô làm 501 hả cô? Không, cô chế đó lại khoảng nhiêu? 150 là 660. Dạ, dạ, tổng cộng là 660. Dạ, con gửi tiền nè cô. Rồi còn con cái đó. À, con trai cô, gì cô, nha. Dạ, dạ. 200. Cảnh gia đình cô khó khăn, chú chạy thẳng mỗi ngày. 600. 7 năm rồi. Chạy thẳng hả cô? Mỗi ngày, cách có ngày chạy 7 năm. Con nhìn cô nè. Dạ, cô chạy thẳng hả? Ông xã chạy thận nha. Dạ, còn cô là nước ăn gì dữ hả cô? Ừ. Đang lấy tiền cho chú đi chạy thận đó con này. 7 năm mấy. Dạ. Cô con là 600. 600. Dạ. Đây là 800. Dạ. Để con tặng cho cô thêm 200 nữa nha cô. Dạ. 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 Con tặng thêm. Con thấy chú thấy tội nghiệp đen thì lì luôn á. Dạ. Đen hả con? Chạy tại nhiều năm quá đó con. Má dạ. Nó vậy đen luôn. Dạ. Thôi con gửi cho cô thêm 200 nữa để dạ, mua dạ. Thuốc cho chú ha. Dạ, cô cảm ơn con nhiều dạ. Dạ, đủ chưa cô? Đủ nè cô. Con gửi cô thêm 200 nữa nè. Dạ, cô cảm ơn con nhiều. Dạ, lá này là nhiêu ta? Dạ, 1 triệu anh chú. 1 triệu. Là 660, con cho cô có 300 mấy nữa. Dạ, rồi, dạ, con cảm ơn cô nha cô. Dạ, dạ. Có hôm nào con xuống đây rồi, cô để cá dễ dẻ, mua cá dễ dẻ, cô để cho con nha. Dạ, dạ. Bây giờ em sẽ đi qua bên chùa bên đây các bạn. Gia đình của cô Minh Võ có gửi tiền cho em á, đi qua bên chùa này nè, đi cúng dường. Thì gia đình cô gửi cho em rất là lâu luôn rồi, hồi tháng 5 tới giờ thì em mới có dịp đi xuống đây để quay chợ. Dạ, đây là con đường đi vô chùa các bạn. Hiện tại thì nước ngập hơn nửa bánh xe luôn á. Giờ em sẽ chạy vô trong chùa nha. Nước ngập rất là nhiều luôn các bạn. Chỗ này chắc ngập gần tới đầu gối á. Cô đi đâu chùa hay gì cô? Cô đi chùa hay đâu con chở vô cho. Dạ. Đây nước ngập các bạn. Quán của cô này là ngập hết luôn. Dạ, chùa thì nằm ở bên trong đây nè. Em thấy hình như là đang được xây dựng á. Chào anh. Dạ. Đây em đã tới được bên trong chùa nè các bạn. Không biết có thầy ở nhà hay không nữa. Dạ, em đã tìm được thầy rồi nè. Dạ, thầy đâu chị? Dạ, thầy đang ở lầu chống để chi. Dạ, em lên lầu được không chị? Dạ, được. À, nước ngập có đi vô được hả chú? Dạ. Chùa này mình xây bao lâu hả chị? À, hồi xây giờ hả? Dạ. 2 năm rồi.
Dạ. Ở đây cũng chùa này rất là cao luôn các bạn. Em lên tầng thứ 2 rồi nè. Sư phụ ơi con lên nha. Dạ con cho thầy. Con cho thầy. Thầy là thầy phải thầy Chí không thầy? Dạ em ở An Giang. Dạ. Dạ thầy có gia đình cô bên Võ nước ngoài gửi tiền cho em cúng dường á. Dạ. Dạ ở bên nước ngoài á. Thầy là thầy Thích Quảng Chí hả thầy? Dạ. Dạ. À, bữa nay con đi qua chợ Mỹ Tú xong rồi con gặp thầy thì con có thay mặt cho gia đình cô Minh Võ để gửi thầy tiền cúng dường là 2.4 triệu con gửi thầy nè để một phần nào đó xây dựng cái ngôi chùa nghe thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, thầy cảm tạ công đức của anh đã giúp cái công để chuyển cho gia đình. À, để mà có một phần nào đó xây dựng chùa thì cảm tạ công đức rất là nhiều. Thì nguyện hồng ân chư Phật mười phương chư Phật gia hộ cho anh và gia đình của bên chị bên nước ngoài. Thì anh thì thầy cũng gửi lời để chia sẻ cùng anh thì anh thấy cái ở vùng quê này thì rất là khó khăn về cái sự xây dựng. Thì anh có lên YouTube quen rất nhiều những người mà theo cái trang của anh ấy, thì anh kêu gọi tiếp thầy dạ. Để mà ủng hộ cho mau chóng hoàn thành. Nam mô dạ, dạ. Đắc Ma Đắc. Dạ. Dạ. Con cảm ơn thầy. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ dạ. Đây ngôi chùa đang được xây dựng nữa các bạn. Này chùa này là mình xây bao lâu rồi thầy? Năm rồi ngay trong mùa dịch luôn đó anh. Dạ. Dạ ngay mùa dịch luôn. Dạ. Mình mấy tầng rồi thầy? Theo băng vẽ thì 3 tầng nhưng mà dạ. Kinh phí không có thì gọi rất là khó khăn ngay cái mùa dịch đây cho nên thầy bớt lên 1 tầng. Dạ là còn lại tầng 1, tầng 2 và tầng trên lầu nữa. Dạ, trên dạ. Trên nữa. Dạ. Dạ. Dự định là bao lâu mới hoàn thành hả thầy? Cái này cũng không có dự định được tại vì thật chất ra này toàn này kêu gọi mạnh thường quân với bà con Phật tử cùng nhau kêu gọi thôi là có dạ. Nhiều dạ. Dạ. Dạ cái số điện thoại của thầy có thể đọc lên đường thầy. Điện thoại của thầy là 0984 dạ. 450 dạ. 040. Dạ. Dạ. Chùa này tên gì thầy? Chùa này tên chùa Hồng Phước. Chùa Hồng Phước. Dạ. Dạ. Hồi xưa giờ thì cái chùa này hồi cũ thì xây năm 68. Dạ. Năm 68 giờ cũng năm mấy năm rồi. Dạ. Thì ở vùng quê đây thì không có ngôi chùa nào hết, chỉ ở đây là ngôi chùa đầu tiên để giáo hội công nhận để hoạt động. Dạ. Dạ. À, thầy là thích Thích Quảng Trí. À Thích Quảng Trí. Dạ. 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 Số điện thoại của thầy em cũng đã để lên màn hình. Cô chú anh chị các bạn Mạnh Thường Quân có ủng hộ chùa thì liên hệ trực tiếp với thầy nha. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Con xin phép thầy con về trước. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Dạ vừa là những hình ảnh của chợ Quỳnh Hữu Nghĩa cũng gọi là chợ Mỹ Tú. Dạ, trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của gia đình cô Minh Võ. Số tiền còn lại là 1.435.000. Em sẽ sử dụng trong các video lần sau. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Đầu đường này ngập nguyên ngày luôn các bạn. Ngày qua em đi ngang đây buổi chiều thì nước cũng ngập như vậy nè. Lần đầu tiên em đi chợ mà ngập nước vậy luôn á. Có chỗ thì ngập hơn nửa bánh xe, có chỗ thì ngập tới đầu gối luôn. Gia đình cô Minh Võ có gửi tiền cho em cúng dường ở đây nhưng mà rất là lâu rồi. Em mới có cơ hội cứu dịp để về đây. Mong là gia đình cô thông cảm, đừng có buồn em.
Đây là cầu Huỳnh Hữu Nghĩa các bạn. Rồi em xin kết thúc video của em tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau.